của anh đặc biệt. Sáng ngày 11 tháng 5, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp báo thông báo về vụ án thi thể trong ô tô cháy trưa khung tại km 146 300 quốc lộ 28 thuộc Bon Bên Nóc, xã Đắk Sơn, huyện Đắk Cờ Long, tỉnh Đắk Nông. Tại cuộc họp báo, Giám đốc Công an tỉnh này cho biết ông Đỗ Văn Minh nợ tiền kinh doanh online cà phê trên mạng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Do đó, ông Minh đã vạch kế hoạch mua bảo hiểm và tạo hiện trường giả về vụ cháy xe có người chết. Liên quan đến thi thể trong xe bán tải cháy trưa khung, cơ quan chức năng tạm xác định nạn nhân là anh Trần Nho V, sinh năm 1995, chú xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, cháu vợ ông Đỗ Văn Minh, 49 tuổi, bí thư đảng ủy xã Liên Hà. Trước đó, khoảng 7 giờ sáng ngày 4 tháng 5, người dân đi trên quốc lộ 28 đoạn qua thôn Bon Bờ, xã Đắk Som phát hiện một xe bán tải biển kiểm soát 51C71570 lưu thông hướng Đắk Nông Lâm Đồng bị cháy trơ khung. Bên trong có một thi thể cũng bị cháy biến dạng nên gọi điện trình báo chính quyền địa phương. Sau quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định có dấu hiệu của một vụ án mạng giết người rồi dựng hiện trường giả. Đến ngày 10 tháng 5, ông Đỗ Văn Minh bị bắt vì được cho là liên quan đến cái chết của anh Trần Nho V và được đưa về tư gia tại thôn Tân Đức, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà để khám xét.